màu sắc nhất. Okay. What color is it? Blue. Is blue. Blue. Is blue. Okay. Đây là màu xanh nước biển đúng không ạ? Blue. Okay. What color is it? Red. Is red. Các bạn đọc cùng cô nhé. Is red. Very good. Màu này là màu đỏ đúng không ạ? Red. Màu đỏ. What color is it? Is orange. Is orange. Okay. Màu orange là màu cam. Orange. Màu cam. What color is it? Is pink. Is pink. Pink là màu hồng. Chính xác. What color is it? Is purple. Is purple. Purple là màu tím. Okay. What color is it? Is green. Is green. Where's green? Yeah. It's green, right? Okay, it's green. What color is it? It's brown. It's brown. It's brown. Brown này là màu. Màu nâu ạ. Sao? What color is it? Yellow. It's yellow. It's yellow. Okay, yellow là màu vàng đúng không ạ? Rồi, chúng mình học đi học lại các từ vựng chỉ màu sắc này để chúng mình có thể nhớ một cách rõ nhất chưa ạ? Tiếp theo những từ vựng hôm nay chúng mình được học đó là hat. Hat là cái gì đây ạ? Cái mũ đúng không ạ? Đó chứ. Hat. Chúc các bạn là ôn tập thật là tốt.